Chỉ bốc 1-2 lần thôi xong nó quen anh em. Nó khác biết đậu của bạn. Con này dẹp. Nhìn người con chim là làm vỉ biết ngay. Quá được luôn. Đẹp chưa? Chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chim ngói nha. Ở ngoài miền Bắc thì chim ngói bắt đầu đi rồi anh em ạ. Đây là 4 con vừa mới đánh được này. Đấy, tinh ngói hồng này đẹp cực luôn anh em. Đấy. Đấy, thay cái dàn mồi cũ anh em. Đấy, dàn mồi cũ thì nuôi từ vụ tháng 8 ấy. Con thì đau mắt, con thì rụng lông ấy, không có đẹp. Đấy, mới đánh được 4 con này thay. Bây giờ xuống thử vỉ này. Đấy, tinh ngói hồng 100% anh ạ. Ok nhá, giờ thử vỉ xem có con nào ok không thì quay cho anh em cùng xem. Đấy, và chiều nay thì rảnh thì ra cái bàn ấy để quay cho các bác tham khảo về cái bàn đánh ngói nha. Để đồ đòn chuẩn bị thì để thử lấy mấy con ngói mồi anh em ạ. Đấy, đủ 4 mồi rồi, đánh thế là cũng khá ok. Sau chim giữ nó ra nhiều thì lại đánh thêm nhiều mồi. Nhưng thường thường chim đầu thì cứ đánh 3 mồi cũng được anh em. Chim mồi đầu đa số thường thường là nó bay thưa, không bay đều. Ở đây thì có cả dây chuối này, cái sợi dây chuối này khâu mắt mồi thì nó không bị đau mắt anh em ạ. Anh em tước lấy ít sợi dây chuối nhé. Đấy, anh em sử dụng, anh em khâu. Còn về chim mồi thì nói chung là chọn con vỉ thì anh em cứ chọn con thau tháo nhé. Cái thau tháo nhỏ nhỏ ấy, thì làm mồi vỉ thì nó đẹp. Ví dụ mà con chim to quá đấy thì thường thường nó là những con chim ngọc đấy, làm mồi rất là khó. Đấy, con này mới cứng luôn này. Đấy, chim đây là chim đục mắt lần đầu hết anh ạ. Đấy, câu bằng dây chuối thì nó ok này. Đấy, sợi rất là nhỏ mà nó không bị hại mắt chim mồi. Sâu bằng dây chỉ sau, thường thường là những con nào kém ấy là nó hay bị xảy ra là cái tình trạng nó bị sưng vù mắt lên, xong nó bị đau mắt anh ạ. Đấy, còn cái dây chuối này mình kiếm dễ thôi. Đấy, anh em cứ ra cái cây chuối, anh em tước cái tơ này là anh em khâu này. Đấy, đây khâu theo kiểu của các cụ ngày xưa không có dây chỉ. Bây giờ thì dùng dây chỉ thật sự với anh em là đến lúc kiểu khâu con nào máu nó đọng vào. Đấy, đến lúc ấy là nó rất là đau con chim. Đấy, nó kéo lên này. Đấy, cái lưỡi này. Cái vỉ này năm nay em cũng làm bán ấy. Đây là các bác ủng hộ rất là nhiều. Đấy, chỉ có 150.000 một cái thôi, làm hoàn thiện hết rồi. Về các bác chỉ xỏ dây các bác đánh này. Đấy, còn đầu tiên đây, ngói hồng rực nha. Chiếc đầu này thường thường nó cũng hay phá đấy anh ạ. Nó có thành không? Đấy, khả năng không đánh được. Không ngã nhưng mà hay là được đấy anh ạ. Đấy, khả năng là ok đấy. Nói chung là đánh tạm tạm thôi. Có con đau mắt không giờ quay cho anh em xem để con đấy được. Yếu lắm. Con này vừa kéo vừa đệm được. Nói chung là không còn nào hơn thì vẫn phải dùng con này. Đánh bạp bạp bạp. Đấy. Ok. Con này mình giấu, cái này là hồng nhất này. Thử con khác vậy. Nào dẻo dẻo đánh thì nó hay hơn anh ạ. Chim đầu thì thường là thử là hay được vỉ nhất. Hồng đẹp to này nhỉ. Buổi mai kiểu gì nó cũng bay rộ. Thường thường như mỗi năm mấy tiết trời nó sớm ấy anh em. Đấy thì cứ rằm trung thu là năm nào nó cũng bay nhiều. Đấy, mai là ngày rằm trung thu rồi. Mai là khả năng là thì đánh là ok đấy. Nó không vỡ nhiều nhưng mà cứ top 4 top 5 đánh là thích rồi. Giờ chim ngói nó cũng khôn lắm anh em. Để đàn đông nó cũng xuống, nó không được nhiều đâu. Nó chỉ xuống ví dụ đàn nào năm ngoái đánh có những đàn 30-40 nó chỉ thả 4-5 con thôi anh em. Đâm ra là rất là khó đánh. Cả bãi mọi năm đánh chịu lắm nhưng mà năm càng những năm về đây là đánh bắt đầu lại càng cảm thấy xương. Không biết là chim nó kiểu nó dạy nhau sao. Ngày xưa đánh những cái bàn nó ướt nó thụt đến lửa cổ chân đi, mà đánh chim vẫn cứ bầu nhông nhâu xuống vẫn đánh được. Giờ bàn khô rong đánh còn chả chịu. Mới này, đẹp chưa anh em? Chim mới lông nó phấn lắm, nó đẹp. Đây, con này khả năng được. Con vỉ quan trọng nhất này anh em này. Không ổn. Nói chung là chắc là cho tung bay mấy hôm khả năng được, con này được. Đấy, cảm thấy nó tươi tươi. Không làm gì được rồi, nô này khả năng là không được con nào mồi. Đấy. Đây, con này thì cái này mà cái dây này mà anh em nó giật mạnh ấy, thì nó cũng không sợ đứt mắt nhé. Đây là cái dây kiếm này bỏ phía sau. Đây là con này, con hoa cải này. Đấy, các bác ở tỉnh thành khu vực phía Bắc nào, bác nào đánh được nhiều chưa? Bác Giang hôm qua được 4 đấy. Qua ngồi đến trưa. Lúc hửng, lúc mưa anh em. Thời tiết đấy mà vào lúc chim giữa là bay mạnh. Chắc chỉ được con ngói hồng đầu thôi. Đánh thì cảm thấy nó thuần tính, mấy con này rát lắm. Cái bỉ này buộc chân rất là nhanh anh em ạ. Bây giờ luồn vào phát là thít phát là được rồi. Có cái chống xoay rồi. Thường thường những con vỉ dẻo là những con bốc anh em ạ. Đấy. Khả năng được, con này nhìn thấy người thon. Ai mà được đấy anh em. Được rồi. Ui quá đẹp luôn anh em. Nó chỉ bốc 1-2 lần thôi xong nó quen anh em. Nó khác biết đậu ở bản. Con này dẹp. Nhìn người con chim là làm vỉ biết ngay. Quá được luôn. Đẹp chưa anh em? Đánh 1-2 hôm nó quen lối mà. Được. Con này hoa cải này, không phải đánh dấu nữa. Đẹp chưa anh em? Đấy, quen bàn này đấy. Đấy, chim đến là máy đánh nó phải máy nhanh như này, chim trên trời nó thích anh em. Rồi con này được quá, ok rồi, ok các bác nha. Đấy, con này thì thành công rồi, chim mới 100%. Hẹn các bác ở buổi chiến đấu ngày mai nhé.